Xin chào các bạn đã đến với channel Niềm Vui Cuối Tuần. Hôm nay gia đình đang trên đường đi biển thì thấy bên đường có một cái điểm bán nông sản. Thì gia đình cũng có ý là muốn mua chút bắp mang theo. Thì sẵn dịp đây ghé vô xem và mua luôn. Thì sẵn đây mình sẽ quay một cái đoạn video ngắn để review cho các bạn xem về cái điểm nông sản này. Thì xin mời các bạn cùng gia đình mình vô xem cà chua, để coi coi cái điểm này họ bán những gì nha. Người bắp 75 cent trái, 75 sen. Kia 5 đồng. Bắp này thấy ngon à. Trong hộp trắng không ngon. Cái này nó ở trong nó trắng. Đâu mở ra coi coi. Nè nó vậy nè. Mở ra tách tách tách. Nè trắng nè. Đó nó trắng. Đâu? Nó không bằng. Bữa hổm mình mua là nó cái bữa hổm ngon hơn, cái màu vàng nó ngon đó. Nó ngọt đúng không? Mà nó già rồi, cái này nó kia già lắm. Trái đào, trái hồng gì đó. Trái đào. Trái hồng thì ngon, nó hơi mềm. Đâu đâu, bóc lên luôn, thử coi. Trên ngoài, bóc lên. Thơm dễ sợ. Táo nè em. Cái đồng quả á, bếp lâm á, đồng quả, một đồng một trái, lâm á. Nếu mà mua thử thì coi mình nhìn mình mua khoảng ba trái này rồi hả? Đó, cái con cao không phải là cái cà dĩa. Cái nào được? Diplom.
Đi đó đi, lấy này, nghe nè, mua thử ủng hộ cho các bạn nha. Ủng hộ đi. Cây này chăng? Đúng vậy mà hả? Nó chỉ có cái này nè, là ba. Cây là cái hả? Cái. Ủa, hình như cũng lớn. Nói hơn cái lớn nè. Đổi hả? Nó nhỏ quá. Cam. Trong này còn 5 đô bao hả? Có đồng 5 không? Có bánh không? Dạ không. Rồi mẹ mua rồi. Mẹ bắt được rồi. Trứng gà nè, trứng gà nè. Gà nè. Cái cà này bự quá hả? Này mới có bơm bỏ con gì không sao bỏ đâu rồi đây rồi đó lấy cho con cà đi ra ngoài trước cà gì kêu bố bỏ đây khỏi sách. Đi qua đây nữa. Đi đâu nữa? Ở chỗ này đi ra đi. Hả? Đây là cà nhỏ. Nó đồng dưới cái nè. Nó là đồng dưới cái nè cả nhà. Ở đây sao cái bò mà ngon đó. Cà bò. Dưa leo. Từng cái dưa leo lớn nha. Đi qua đây đi. Dạ. Thank you.
nông trại gà, gà này chắc gà đẻ trứng á. Giống vịt cầu luôn á. Thank you.
coi là coi nè, coi quá trời phe luôn nè. Không thấy anh. Để đi coi thích rồi. Wow, đẹp quá. Quá trời, quá đất. Nó rụng dưới gốc cây quá trời luôn. Đâu có ai ăn gì đâu. Nó quay thì đặt mà ngay vào trong YouTuber. Này coi nó rụng nè. Rụng dưới đất nè. Wow. Mà không ai ăn luôn á. Dưới đất mà không ai ăn luôn nè. Rụng để không như này thấy không? Xuống đây coi nè. Ô chào cả nhà. Nghe là hôm nay trên đường đi tắm biển về, trên đường về nhà thì đi ngang một cái vườn bắp. Trời ơi, cái bắp không à, cái bắp nào nó to lắm. Vườn quá trời luôn. Đó là bắp không? Bắp ra bắt đầu lớn. Chỉ gần cho cả nhà xem cái bắp của nó thôi, to lớn đó, đẹp không đó. Đó, bắp này bắp Mỹ đó.
giống như cây táo nhưng mà không phải. Người ta nói trái này là trái lê, lê Á Châu, lê tròn, trái lê tròn. À, tưởng mới đầu mình tưởng là trái táo nhưng không phải, nó là lê, hình thù giống như trái táo nhưng mà không phải, trái lê Á Châu, trái không trồng một cây thích ra.